Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Hôm nay thì mấy gia đình nhà mình đang có chuyến đi du xuân mọi người ạ. Đi vào thăm trang trại nhà mình. Thì khi đi vào trang trại thì phải đi qua một con sông như thế này mọi người nhé. Đây là sông Nậm Mu trên lòng hồ thủy điện Bản Chát. Thì gia đình nhà mình thì hôm nay thì khá là đông. Có cả người lớn trẻ con mọi người ạ. Thì phải đi qua con sông và đi qua cái bè như thế này. Đó. Giờ mình chia thành hai tốp mọi người ạ. Một tốp sẽ đi trước, còn một tốp đằng sau mình nữa. Đó, sông rất là xanh mọi người ạ. Đi qua cái bè nổi như thế này. Đi qua sông sao là còn phải trèo đồi tầm khoảng gần 100 mét nữa mọi người ạ. Thì mới đến khu vực trang trại nhà mình. Đây, một con sông rất là đẹp luôn mọi người ạ. Ồ, rồi cái bè nhà mình thì đang di chuyển sang bên kia này. Chỉ kéo sang thôi mọi người ạ. Đó, đoàn nhà mình đang đi sang bên kia là 7 người. Đây. Chỗ này dài cũng gần 100 mét đấy mọi người ạ. Đây một con sông. Ở dưới kia thì là bến thuyền nhá mọi người nhé. Đó, sắp đến bờ bên kia rồi. Mệt quá mọi người ạ. Đây, đoàn có mấy đứa nhóc con đi cùng nữa này. Mệt quá. Đây phải leo đồi mọi người nhá. Đây. Leo một quả đồi như thế này nữa thì mới đến khu trang trại nhà mình. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển đi trên. Ôi con trẻ con này nó quá khỏe luôn. Qua được một cái dốc đầu tiên mọi người ạ. Rất là mệt. Đi qua chỗ này còn một con dốc nữa mọi người nhá. Đây qua lán ở đây nữa. Thì đi thêm một con dốc nữa thì sẽ đến khu lán nhà mình. Ôi, mệt quá. Đây, bọn trẻ con khỏe hơn mình rất là nhiều mọi người ạ. Cuối cùng thì cũng đến lán rồi mọi người ạ. Thì trước mắt các bạn, đây là hàng hoa ban mọi người nhá. Một hàng hoa ban nở rực luôn mọi người ạ. Đây, hoa ban rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đang mùa hoa ban mọi người nhá. Hoa ban nở rất là đẹp. Đây, đây là lán nhà mình. Đó, bọn trẻ con nó lên rất là khỏe, nó lên trước mình luôn mọi người ạ. Hôm nay thì gia đình nhà mình lên thế này là lâu lâu rồi, tổ chức gặp mặt đầu xuân, vào thăm khu trang trại một chút. Mọi người có thể thấy là ở đây cây bưởi da xanh nhà mình thì năm nay thì cho rất là nhiều hoa mọi người nhé. Đó, rất là nhiều hoa luôn. Ở đây thì khu vực này thì rộng 5 ha. Hàng hoa ban đây. Trên là mít và trồng dứa. Đó. Đấy, các ông đang nấu cơm rồi. Bên này mấy cây hoa ban nữa. Hôm nay là nấu cơm ăn mọi người nhé. Đó, ông đang luộc à. Đây, có cái bếp củi đây rồi. Ô, luộc thịt bò. Đây. Phải khẩn thôi, cắm đồng nồi cặp thôi cái này. Ừ. Ăn súp này. Phải khẩn hình cái đây. Ở đây thì có mấy cây mắc ca và xoài nhá mọi người nhá. Quế rất là nhiều luôn. Khu vực trang trại nhà mình thì khá là rộng. Đó, giờ mình sẽ di chuyển lên trên nhà. Lên trên lán nhà mình thì nước nôi thì lên trên này thì rất là thoải mái. Đó. Đấy, bên này thì làm chuồng để nuôi gà thì chuồng thì trại cũng đã xong hết rồi. Đó. Nước thì rất là tiện luôn mọi người ạ. Ở đây có mấy cây hoa ban nữa này. Đây ở trên nhà thì đang luộc gà. Ba. Hay mở ba cái nào? Nọ. Thế này. Nồi bé quá nhỉ, luộc hai con gà. Đó. Đây mọi người ạ. Rộng rãi thoải mái. Đó, thì hôm nay thì gia đình là sẽ ăn uống này, gặp mặt đầu xuân năm mới. Đấy, mấy chị em là đang diện hết mình trên mình áo cóm rồi. Đấy, sang bên này thì đó. Cái này thì tha hồ ngắm cảnh này, rồi hoa ban. Không khí rất là trong lành nha mọi người nhé. Đây, hoa ban rất là đẹp, nở rộ luôn. Đó, các bà các chị em đang tranh thủ chụp ảnh mọi người ạ. Hoa ban rất là đẹp luôn. Đây. Hoa ban nó nở rất là đẹp. Bảo Long đi ra để cho mẹ chụp ảnh. Đó. Đây, hoa đây mọi người ạ. Cái nhỏ nhỏ thôi mà hoa rất là nhiều. Đây. Hoa rất đẹp nhé mọi người nhé. Rất là thơm. Ở đây có một cái ao nhỏ nó nữa mọi người nhé. Đó, thả mấy con cá ở đây. Ở đây thì làm thêm một cái chuồng nữa để nuôi gà mọi người ạ. Đó, có một cái vườn rau rất là ngon. Đây, vườn rau rất ngon mọi người ạ. Chị em thì đang tranh thủ chụp ảnh. Hoa rừng khoe sắc. trong cái truyền thống của người đồng bào dân tộc Thái các bạn nhé. Áo cóm, bộ váy áo cóm rất là đẹp luôn. Các bà, hoa rất là đẹp. Chị em đang tranh thủ chụp ảnh ấy. Đây có món nhót rất là ngon mọi người ạ. Nhót này, rau sống này. Có mấy món rất là ngon. Gà thì luộc xong rồi. Đây, đang luộc gà xong rồi mọi người nhé. Đây món gà đây. 2 con gà rất là ngon. Hai bà đang nộm món da bò nha mọi người nhé. Nhìn rất là hấp dẫn và ngon luôn. Thì nó giảm tính nai hoa mến. Thế là chân kín ngón anh đó. Đây gà thì đã chặt ra đây rồi. Đó, nước chấm thần thánh đây. Tí nữa là giải lá chuối là ăn thôi mọi người ạ. Đây là bếp từ mình Kim Liên đấy. Khó lắm quá bà. Khó đi đấy quá, đâm đi đấy quá. Ừ, xin vậy. Thế mà ớt quá. Mới cái nòng mới kìa ngay làm cái thịt này thịt na. Chị mới. Ừ. Anh hoa mền. Thì nòng ơi mà. Em thổi này là kim cương rồi. Ừ, kim cương nó ngon đấy. Miếng chéo vào đây thôi nè. Món thứ nào mà. Món nào cho. Nấu xong cơm rồi mọi người ạ, mâm cơm bây giờ đang giải ra rồi. Đây, hôm nay thì rất là vui được các bà các ông đến thăm trang trại nhà mình. Đây là mâm cơm nha mọi người nhá. Đó, vừa rồi thì mình cũng có quay để các bà đi hát đi múa ở khu vườn đồi. Thì bây giờ thì đã xong rồi, chuẩn bị ngồi lên mâm mọi người ạ. Các bà đang ngồi mâm rồi mọi người ạ. Thì hôm nay thì rất là vui thì được các ông các bà anh em đến thăm trang trại nhà mình. Chào các bạn ơi, chào các bạn ơi. Nào nó tránh cho cái nào các bạn ơi. Mọi người đang ngồi mâm rồi mọi người ạ. Thì này thì được ông bà anh chị đến thăm trang trại thì làm 3-4 mâm cơm. Đó thì đồ ăn thì có bằng này thôi mọi người ạ. Đây xin mời toàn thể quý vị và các bạn nhé. Mọi người uống bia của gia đình mình nhá. Mời nha, mời anh em nhá. Chúc phải mọi người. Đó, xin mời toàn thể mọi người. Như vậy là kết thúc một hành trình một ngày trong lán mọi người ạ. Thì hôm nay thì các ông các bà rất là vui, vừa hát vừa múa vừa quay phim các kiểu. Bây giờ là sẽ di chuyển đi về thôi mọi người ạ. Xin phép toàn thể quý vị và các bạn nhé. Thì video mình xin phép dừng ở đây nhé. Giờ đi về mọi người ạ. Nó sẽ cần thêm phong đại trời mây. có đình để nói ra nụ cùng ai.